Xin chào cả nhà, trước mắt chúng ta đây là chiếc Toyota Rut. Đây là màu nâu đỏ. Ở phiên bản Rut này thì chúng ta sẽ có tới 5 sự lựa chọn về màu sắc. Nâu chính là cái xe trước mặt chúng ta đây, còn gọi là nâu đỏ. Có một màu đỏ cờ, đỏ tươi, trắng, đen, bạc và một màu đồng ánh kim. Trong đó thì màu trắng, màu đen vẫn là hai màu bán chạy nhất, sau đó chính là màu nâu này. Sở hữu một thiết kế ngoại thất trẻ trung, mạnh mẽ, đầy cuốn hút cùng với tiện nghi nội thất hiện đại mang đến những trải nghiệm sang trọng cho hành khách là những điểm hứa hẹn trên Toyota Rush 2019. Mặc dù một số trang bị nội thất đã được tinh chỉnh nhằm giúp cho xe trông không lấn át đàn anh Toyota Fortuner, song đây vẫn là một lựa chọn tuyệt vời cho cả gia đình. Nếu đề cập đến điểm nổi bật nhất của Toyota Rush 2019 thì phải nhắc đến thiết kế ngoại thất vô cùng ấn tượng của xe này. Sở hữu kích thước tổng thể 4435 x 1695 x 1705 mm với những đường nét sắc nét, cá tính toát lên sự tự tin, khỏe khoắn của một chiếc SUV điển hình. Đây là toàn bộ tổng thể cụm đèn trước của chiếc Rut này. Phần đèn chiếu sáng này sử dụng 100% hoàn toàn bằng đèn LED hết. Đây chính là đèn xi nhan. Cái giải đèn này nó là đèn demi được làm cách điệu và giả đèn led ban ngày. Cụm đèn sương mù halogen dạng thường. Các bạn quan sát thấy những cái cản này, những cái thanh cản rất là to, phải gần một nắm tay này, tạo ra sự mạnh mẽ cần thiết cho một chiếc Range Rover. Đây là phần la răng phay cắt 17 inch, khá giống với CRV. Gương chiếu hậu, chỉnh điện, cụp điện, có tích hợp cái xi nhan báo rẽ ở đây. Đây là phần tay nắm cửa ốp chrome, có nút bấm mở cửa thông minh. Các bạn chỉ cần mang chìa khóa theo người bấm vào đây thì chúng ta có thể mở cửa và khóa cửa được. Đây là phần đèn hậu của chiếc Rut này. Tên phiên bản rất rõ ràng. Các bạn lưu ý là toàn bộ giải đèn phía sau này của Rut cũng là đèn LED và được làm dạng chữ L giống như trên Lexus. Phía dưới này là đèn báo phanh và đèn xi nhan. Ở đây chúng ta được trang bị sẵn camera lùi này. Còn cái camera này là chúng tôi trang bị thêm cho khách hàng để quay hành trình phía sau. Rut này cũng được trang bị đầy đủ hai cảm biến. Đây là một cảm biến này, hai cảm biến. Với hai cảm biến và camera lùi này thì tôi tin chắc là các bạn sẽ rất dễ để có thể lùi xe. Đây là ký hiệu phiên bản, bản S. Ở Việt Nam thì chỉ bán duy nhất một phiên bản này thôi, đó chính là bản S số tự động. Các bạn lưu ý là Rut sẽ không có số sàn nhé. Và giá bán niêm yết của phiên bản này là 668 triệu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào thử trong nội thất của xe, xem có gì đặc sắc ở mẫu xe 7 chỗ giá rất rẻ này. Và các bạn lưu ý nó còn là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đây chính là cái phần cốp sau của chiếc Rut này. Sau khi mở lên thì chúng ta sẽ có một cái không gian khoang hành lý như thế này. Các bạn lưu ý cốp của Rut này, chúng ta sẽ có một cái lẫy mở. Và đây chính là cái vị trí chúng ta cầm để đóng lại. Thiết kế khá là thông minh. Thụt hẳn vào trong nhà thì khi trời mưa hoặc là bẩn chúng ta sẽ không bị bẩn tay. Còn đây chính là khoang hành lý. Một chiếc xe 5+2 7 chỗ và dĩ nhiên chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều cho một cái khoang hành lý lớn như vậy. Ở đây có thể để được hai chiếc vali, ba bình nước. Gập ghế thì chúng ta sẽ gập như thế này. Đây là gập phẳng. Hoặc là các bạn có thể lật nó lên như thế này. Chúng ta sẽ có hai cái cách gập ghế như thế này. Đây là hàng ghế thứ hai trên Rut. Sau khi được bọc ra thì có vẻ chiếc xe này cơ cấu của ghế đẹp hơn, form ghế cũng khá là ổn. Các bạn quan sát, ghế được bọc màu đen chỉ kem sáng. Hàng ghế thứ hai này của Rut thì sẽ phù hợp hơn với 3 người lớn, trong khi hàng ghế thứ ba thì chỉ phù hợp với 2 trẻ nhỏ thôi. Và đây là cơ cấu gập ghế một chạm. Chúng ta chỉ cần gạt xuống như thế này thôi, sẽ có trợ lực và nâng ghế lên như thế này. Ngoài ra thì hàng ghế thứ hai này chúng ta có thể trượt về phía sau được.
bằng một cái lẫy trượt ở dưới phía dưới gầm ghế này. Đây chính là vị trí lẫy trượt. Đây sẽ là phần khoang lái chính của chúng ta. Đầu tiên chúng ta đã đi từ phần táp ly này vào, bọc ra. Chỗ này là nhựa các bạn ạ. Cả bốn kính đều là kính chỉnh điện, auto chống kẹt ở cửa cho người lái, gương chiếu hậu, chỉnh điện, cụp điện. Đây là vị trí khóa kính. Đáng lưu ý này là rút các bạn sẽ không có cái chốt khóa cửa trung tâm. Và đây là cái khoang cabin chính. Ở khoang cabin này thì ghế của người lái sẽ là ghế chỉnh cơ 6 hướng. Ghế phụ sẽ chỉnh cơ 4 hướng. Và đây là tổng thể khoang cabin. Màu sắc được phối hợp giữa màu đen và màu ghi sáng. Tuy nhiên thì chất liệu các bạn quan sát toàn bộ là bằng nhựa giả da. Nếu quan sát bằng mắt thường mà không sờ trực tiếp, chúng ta rất khó có thể cảm nhận được đây là da hay là nhựa. Đi từ phía của hành khách phía trước. Ở đây chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa này, được làm dạng tròn xoay như này, khá giống thiết kế trên những mẫu xe Mercedes A thể thao. Đây là khay để hành lý, để đồ. Chúng ta quan sát tổng thể một chút, sau đó thì tôi sẽ khởi động hệ thống điện lên để cho các bạn quan sát kỹ hơn. Để khởi động chiếc rút này lên thì thao tác rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có chìa khóa thông minh start top, ấn giữ và đạp phanh. Ok, xe đã nổ máy. Và đây là phần tay lái của chúng ta. Vô lăng sẽ cầm nắm liên tục. Chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ các nút bấm chuyển kênh, chuyển bài, tăng giảm âm lượng, chuyển chế độ. Còi túi khí, bên này là đàm thoại rảnh tay. Chiếc vô lăng này của Root được bọc da mạ bạc ba chấu khá là đẹp mắt và ôm sát tay. Đây là cụm đồng hồ, hai vùng độc lập rất dễ quan sát. Thông tin nghe nhìn trên chiếc Root này, một đầu DVD 7 inch có kết nối Bluetooth, Wi-Fi, FM, AM, đầy đủ tất cả và thậm chí cả có cổng HDMI luôn. Đó. Chiếc đầu này thì cho chất âm khá là tốt và là đầu Toyota đặt sản xuất nguyên chiếc từ Pioneer. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có cụm điều hòa vượt trội hơn so với đối thủ Xpander, đó là chúng ta sẽ có sẵn một chiếc điều hòa tự động với hai dàn lạnh. Phần này là phần nhiều khách hàng hay hỏi tôi này. Đây chính là cảnh báo dây đai an toàn tại các vị trí nào dấu đỏ là chúng ta chưa thắt dây an toàn theo đúng tiêu chuẩn luôn. Phía dưới này là hộp số. Root thì sử dụng hộp số 4 cấp và đặc biệt là dẫn động cầu sau, cho nên là cái động cơ 1.5 lít của Root này thì khá là ổn. Trong trường hợp mà Root là xe dẫn động cầu trước thì chúng tôi có hơi một chút vấn đề lo ngại về cái sự vượt địa hình của Root. Tuy nhiên thì với cái dẫn động cầu sau này chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Các bạn ngó lại qua chút, toàn bộ những chi tiết này được làm rất là đẹp, mạ chrome sáng bóng này và rất là khít. Đó, các bạn quan sát rất là khít luôn. Cái này là giả bạn nhé, giả da thôi nhưng mà nhìn như da thật luôn. Toyota Root này thì đang bán với giá là 668 triệu, đồng giá cho tất cả các màu. Quý khách hàng có cần thêm thông tin liên hệ và tư vấn thì xin vui lòng với số hotline của tôi bên dưới. Tôi là Nghĩa, phụ trách bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Thăng Long tại địa chỉ 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Rất hân hạnh đón tiếp quý khách đến với đại lý và mua xe ủng hộ cho tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.